Karen Drescher, 41 tuổi và chồng Colin, 44 tuổi, chào đón cặp song sinh nữ Rowan và Isla tại Bệnh viện Surgeon General ở Glasgow. Trước đó, đôi vợ chồng này đã có 4 con trai, hai con trai lớn đồng 14 tuổi và hai con 12 tuổi. Vì thế, việc họ có được cặp song sinh nữ trong thai kỳ tiếp theo là chuyện vô cùng hiếm. Sau khi sinh, bé gái Rowan ra đời trước em gái Isla 2 phút, đều có sức khỏe ổn định. Tôi không tin được, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ lại có một cặp song sinh. Chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra với người như tôi, nhưng cuối cùng điều kỳ diệu đã có thật. Karen cho biết cô đã phát hiện việc có thêm cặp song sinh khi kiểm tra thai kỳ và gửi tin nhắn cho chồng. Tuy nhiên, chồng Karen đã không tin những gì mà cô thông báo. Ông ấy nghĩ tôi đùa nên vội nhắn tin lại. Chuyện này không buồn cười tí nào. Tôi phải cố giải thích cho ông ấy đây là sự thật. Tôi quyết định có thai lần nữa vì cảm thấy gia đình vẫn chưa hoàn thiện, dù có 4 đứa con trai. Tôi vẫn có cảm giác ở trên mặt trăng, chưa tỉnh táo lại, nhưng hy vọng những cô gái của tôi sẽ có hành trình tốt phía trước. Trong khi đó, ông Roger hài hước rằng các con gái của ông có đến 4 anh trai và một ông bố chăm sóc, nên chắc chắn các chàng trai muốn làm quen sẽ phải chạy dài. Ông cũng chia sẻ, mặc dù việc nuôi dạy 6 đứa trẻ không phải là điều dễ dàng, nhất là về vấn đề kinh tế, nhưng nghĩ đến lúc cả gia đình cùng quây quần bên bàn ăn trong đêm Giáng sinh, thì không gì hạnh phúc hơn thế.